thôi. Con kiến đen ở na lên nó thả trên đó thôi, nhưng liệp sáp của chúng ta là liệp sáp của đất này á, là đang nan giải ở trong cái vườn của anh. Thứ nhất là bộ rễ nó không phát triển, thứ hai á là trong vườn của mình nó cũng còn kiến ha, kiến nó nhiều dưới này nè, đây nó phá banh bộ rễ ha. Này trồng sen với ổi ruby ha. À, cũng có trái rồi đó. Rồi tình hình là vừa rồi là nó bị sao? Nói em nghe coi. Nó chỉ cây héo. Nó héo ha. Do là mình nắm được nó là nó bị do xài cái gì không? Ruby là một là thiếu nước, hai là thiếu phân. Ừ. Tại để cây nó nhiều, cây 4 5 trái á. Ừ. Nó xì. Rồi bỏ bớt một hồi lại. Rồi vườn này cũng bị đẹp sáp ha. Ừ, có gì sáp. Rồi cầm giùm anh đi. Ơi. Rồi chào tất cả quý bà con đã quay trở lại chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông Việt Nam. Cho anh mượn cái kéo với cái đồ đồ bài hát đấy. Đây có đây. Đâu được bài hát của rồi tới vườn của anh Nhơn, chúng ta có thể thấy hiện tượng tượng á là lá bị cháy bị lá ha. Cái này là bữa là có xịt cái gì không anh? Cái này là xịt bỏ là cái thuốc mà ngừa cái mà xì mũ á. À, ngừa xì mũ xịt xong rồi nó cháy bị lá đúng không? Yeah. Rồi bây giờ cái vườn này là nó cũng đang bị rệp sáp nghe anh ha. Yeah. Rồi bị rệp sáp, cho em mượn cái len hay cái xẻng gì không? Ở đây có xẻng không anh? Rồi cho em mượn cái xẻng đi. Trước tiên thì mình sẽ đo độ pH và mình sẽ phục hồi những cái cây như thế này. Hồi xưa là đã xài cái sản phẩm gì mà ngừa sơ đen ai lộn. Bấm lại, tắt lại từ đầu. Rồi anh Nhơn này, vừa rồi là cũng nghe cái bài xử lý trái của anh cũng như là xử lý để nuôi, ví dụ như là 20-20-15 hả? Có không? 25 với bài số 17. Bài số 17. Với bài số 16. Bài số 16. Rồi cũng đi nhiều thứ ha. Rồi trên lá này nó bị cháy lá là bữa là do xịt cái dạng mà bữa đó xịt này là cái thằng Hero mà màu Hero Phos chứ thằng Rirubin. Rirubin. Để giống như là mình diệt khuẩn nó, ngừa xì mũ ha. Đúng rồi. Cuối cùng nó chưa xì mũ mà nó cháy bị lá hết trơn ha. Cái này á anh mới sử dụng cái hoạt chất, những cái hoạt chất này là anh sử dụng vào chiều mát ha. Có nghĩa là tầm 6 giờ chiều cho em. Anh sử dụng vào sáng sớm á, sáng cỡ 8 giờ anh ra hay 7 giờ anh ra đúng không? Ra anh xịt tới trưa. Ra trưa nó nóng, những hoạt chất này mà những cái sản phẩm này anh muốn sử dụng mà ngăn ngừa cái xì mũ á, thì anh sẽ sử dụng cái sản phẩm mà thằng cái hũ mít xưa đen, cái hũ mít xưa đen với anh cộng với thằng siêu áo giáp. Thì vài bữa để ở trên tí nữa em chia sẻ cho. Mít xưa đen để ngoài xe hả? Cái hộp vuông đó. Đúng rồi. Ờ cái hộp vuông đó với cái thằng siêu áo giáp. Bây giờ em kiểm tra bộ rễ cho anh ha. Rồi tí nữa em nói cái vấn đề này luôn nha. Vấn đề này á là đang nan giải ở trong cái vườn của anh. Thứ nhất là bộ rễ nó không phát triển. Thứ hai á là trong vườn của mình nó cũng còn kiến ha. Kiến nó nhiều dưới này nè. Đây. Nó phá banh bộ rễ ha. Đấy, những cái con côn trùng dưới này. Rồi kiến nó nan rệp sáp. Bữa anh có xịt rệp sáp không? Không xịt rệp sáp không? Anh biết những cái này là cái gì không? Cái truyền thống đồng cái gì không? Đó thì những con kiến nó na, những con rệp sáp lên rồi nó ăn rồi nó thải ra này, nó tạo thành những cái lá như vậy là không có quang hợp được ha anh. Không quang hợp được thì cây nó yếu. Cây đu đủ lai rệp sáp chứ nào đúng không? Bộ rễ hầu như là không có ra ha. Thì mình đi kiểm tra thứ nhất là kiểm tra bộ rễ, và cái thứ hai á là mình kiểm tra xem là nó có rệp sáp không nha. Rễ thì không có ra luôn, chứ đừng nói hồi hình như là bữa
cái ben này là ai xài chân cáo vậy ta? Rồi à, vườn này là cái nguyên nhân ban đầu là rệp sáp này nha anh nha. Rệp sáp ha, rệp sáp nó nằm dưới đất nha, mình cứ mượn tưởng là nó nằm ở trên cao. Nó nằm ở trên cao là do con kiến đen nó na lên thôi, con kiến đen nó na lên nó thả ở trên đó thôi. Nhưng rệp sáp của chúng ta là rệp sáp của đất, nó nằm dưới đất ha, không phải, nó không phải của chúng ta luôn. Đúng rồi, đây đây cái bộ rễ này nè bà con, rễ nó ra nhưng mà nó không đủ mạnh, có nghĩa là tới đây là bị thụt xuống nè, thấy không? Nó bị đen đầu rễ mà nó ốm luôn cái rễ mà bị rệp sáp nó tấn công. Thì bây giờ cái này là xử lý như thế nào? Trước khi mà chúng ta anh đúng cầm phải không? Anh cầm nắm ở đây đây. Trước khi mà chúng ta đi cái bài mà để kéo cái bộ rễ ra thì bây giờ vậy, ra đây anh xử, em xử cho anh, em chỉ luôn. Cái bài này rất là đơn giản bà con. Ở đây có thùng dồi không chị? Có ha. À, thùng có thùng để tưới nước không? Đúng rồi, những cái nhánh vượt lên này mình cắt bỏ. Cho em mượn cái kéo đi. Rẹp sáp á, rẹp sáp á. Anh chỉ mấy cái này nè, đó tôi chỉ cho ông nghe nè. Cái này cắt nè phải không? Đó. Chị dọn ra giùm em hết mấy cái này ra. Để trong này là nguy hại lắm. Dọn hết ra mấy cái này, tự mấy nhánh bệnh mình cắt ra mình để làm củi hay sao vậy? Bỏ đó chứ mà. Bỏ đừng có quay xuống nguồn nước nha. Bỏ đâu đó đâu để dọn rồi đốt nó. Rồi cái này á, thì mình dọn cho nó quang thai ha, trống trải ra chút xíu nha. Mấy cành vượt ở trên này là mình dọn hết nha anh chị nha. Mình đó, mình dọn ra hết, trống cho nó thoáng ra. Mình gọt hết ở trên này đó, mình chừa ra cho thống thoáng ra. Ở dưới thì mình ví dụ như những cái cành này ở dưới á, nó mọc ở dưới này là mình để nó lấy dinh dưỡng nó nuôi cái cành này. Còn những cái cành vượt vượt ông trên này á, vượt ra đây là đây là lá dinh dưỡng đây nè, chúng ta dọn đi. Còn những cái phần mà chúng ta canh ha, nó canh là trong tầm là 3 gang thôi nha. Đó, ở dưới này tới 3 gang này, còn ở trên này mình gọn đi. Tới đây là được rồi ha, tùy theo cành. Dọn bớt những cái cành vượt này. Đây là đúng rồi, mình 3 gang thôi, cái này là đúng. Còn mấy cái nhánh vượt á. Nhánh vượt á, mấy nhánh vượt. Mấy nhánh vượt bỏ đi. Cái nhánh ngay ở đây này, anh thấy không? Cái tay thấy không? Anh họ đang hỏi là cái nhánh đó có tắt cắt không đúng không? Cái nhánh nó không cần cắt nha, không cần cắt. Mấy cái vượt có nghĩa là nó chồi. Tầng trên. Từ từ, tại vì nó vừa cái đầu của mình thôi nha. Nó vừa cái đầu của mình để mình giữ. Cái nhánh đây đây đây, từ từ em chỉ nha. Cái nhánh vượt đây là cắt nha. Đây đây đây. Nhánh vượt anh vượt cắt. Rồi. Rồi bây giờ cái đấy là để em lại, là tí nữa em lại em kiếm một cái cây nào mà cụ thể em làm cho nó, đây là cũng dọn cũng ok rồi đó. Nhưng mà mình những nhánh vượt á mà chéo những cái mầm vượt bên kia, mầm ra mầm bông của nó đó. Cắt bỏ đi. Những cái mà cái bông mà bông đực bị khô á, nếu mà mình đi mình tiễn luôn á. Nè, bông nè, đó. Nè, hôm qua nè, em cắt nguyên đống nè, đâu cắt không cắt trái không, không chừa lại đó. Đó, em cắt nè. Rồi, cái cắt bông con nhóc đó. Cái bông đực. Chưa hết tối vàng vàng. Cái bông đực á là lúc á bông đực mà nó chưa khô á là chúng ta để, còn cái bông đực nó khô rồi chúng ta chịu khó cắt bỏ đi để nó không rớt xuống vô trái, nó bị màu đen trái ha. Nó đen trái, còn mà lúc nó như hình thành mà cái giá dài thì kệ nó, để nó thụ phấn. Rồi bây giờ em quay em chỉ cái đây cho dễ này, rồi từ từ nhớ nha. Cái hàng rệp sáp á nó cũng rất là nguy hiểm cho ơi. Cái kéo của chị này. Chúng ta cắt này cũng ta cũng dọn rửa nó ít thôi chứ không có làm dụng hết. Đây. Đây nè nha. Bây giờ á em chỉ cho là trước khi mình đi phục hồi nha, là chiều nay ha, là chiều mát mà là tốt nhất. Chiều mình mua một chai nước rửa chén á, chai nước rửa chén nào cũng được. Nước rửa chén mình lấy khoảng nửa xị là bỏ vô bình 25 lít. Cái mình pha loãng như vậy á, mình xịt hết, mình rửa hết giùm em nha. Rửa hết mấy cái này để sáng ngày mai á nó sẽ tự trơn, nó rớt xuống đất rồi á thì anh chị mua giùm em.
Bây giờ hầu như cái vườn này cũng xịt hết đấy. Em thấy vườn nào cũng có, cây nào cũng có, ở dưới đây có đầy hết luôn nè. Ha, mình rửa hết luôn nè. Còn ví dụ như mà chủ cây nào mình ưu tiên cái cây nào nó bị á, mình rửa giùm em nha. Ưu tiên mình rửa giùm em, tại sao phải rửa buổi chiều vậy, sáng ngày mai ha, mua giùm em Movento luôn. Movento cộng với Regen để làm gì? Vừa thằng Regen là trị kiến, Movento là trị rệp sáp. Anh tưới giùm em nha. Tưới gốc, đúng rồi, tưới dưới đất, tưới hết. Bây giờ anh tưới bằng bình xịt không? Tưới bằng bình xịt, anh pha vô anh tưới được cái bình đó cũng được, đúng rồi, anh xịt đó. Bình điện á. Ừ. Thì độ anh làm, anh chị làm sao cho nó ướt đẫm lên cho em. Anh tưới xong rồi là nó, anh phun xong rồi anh tưới lại một lần nữa. Nói chung là làm sao để nước nó thấm xuống, đúng không? Tưới thùng thì nó hôi lắm nha. Thì nói chung là làm sao á để cho mình tiện mà mình thấy nó ẩm độ nhất. Cô xịt trước đi rồi cái một hồi sao cô tưới nước lạnh lại. Giống như ông xịt thuốc sâu ở trên nước ruộng trong đó. Mình xịt ông xịt gì nè. Mình máy kéo dây mình xịt nguyên cái lít trong chân nè. Đúng rồi, xịt. Hai tưới một hồi xong lấy bét mình quay sơ cho thấm xuống. Đây có bét mà, đúng rồi, tưới sơ xong rồi lấy bét quay, đúng rồi. Còn ở đây á là chiều á, tại sao mình phải làm gì? Là buổi chiều mình nước rửa chén mình rửa hết cái này, có rệp sáp đồ ở trên này nè, đây, đây nè. Có mình xịt cho nó tuột xuống, chứ thực ra mấy thằng này nó rớt xuống đất thôi, chứ nó không có chết. Xong rồi cái này mình diệt cái dưới này. Bây giờ anh cho mọi loại cái nước rửa chén với cái loại thuốc mà xịt chiên nó luôn cái nữa. Thằng mua bên tô luôn, cộng luôn chung. Bên tô trên luôn rồi nước chơi với luôn đó. Rồi được. Mình cho hai thứ luôn nè. Cho nó diệt ở trên thì có nghĩa là buổi chiều này mình làm thì sau 12 tiếng sau nó rụng nó rớt xuống dưới là mình xịt bữa sau. Sáng sau mình xịt ở dưới này. À, là cơ bản là ok vậy ha. Còn những cái cây như vậy á, đọt đang quá cao nha. Đọt đang quá cao thì anh chị gùn cho em cái đọt, cắt cho em cái đọt nghe, cái đọt canh cho em xuống nửa mét, cắt cho em cái đọt nha. Nửa mét là cái cây nào không trái cắt ha. Cây nào không có trái cắt, đúng rồi. Đó, cây nào không có trái thì em cắt hạ đọt giùm em ha. Có trái cắt được không? Không có trái là có trái là không có cắt được nha. Xì mũ á. Vậy là cắt xuống nửa mét. Cắt xuống nửa mét. Rồi thì bây giờ á, cắt xong rồi á. Ví dụ như bên đây nó ba nhánh đọt nè, ba nhánh đọt thì mình cắt một cây giữa ha, là cắt hết ba nhánh. Cái ba nhánh anh cắt luôn. Rồi với những cái cây này bây giờ nó đang bị suy thì tí nữa em sẽ thí dụ xong rồi em tưới ví dụ cho anh chị coi nha. Anh tưới cho anh kêu phục hồi, chứ còn cái bộ lá này là rất là cây đắng cuộc đời luôn á. Đây là vừa rồi là phun dạng như mà mấy cái hột chất nặng vô để ngăn ngừa hơi nhiều. Anh có giải phân lân rồi luôn, giải này cũng khoảng 10 bữa luôn á. Giải phân lân rồi cắt nước để làm bông hả? Rồi xịt. Mà thấy này chắc nó không chung là bông không được đâu phải. Rửa xịt lân tạo mầm trên này chưa? Chưa. Chưa ha. Rồi thì cảm ơn quý bà con theo dõi video. Chúc bà con sức khỏe và nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh. Tí nữa mình sẽ làm một cái video khác nha bà con nha.